Đấy, cho nên là thôi thì hiểu Long cũng được mà cũng không hiểu cũng được, nhưng Long phải chọn con đường đạo thôi. Mong rằng mọi người thương Long nhiều hơn, cho nên là Long không có chọn con đường tình cảm lục dục nữa. Long sẽ gửi đến một bài cho tất cả các cô bác chư đồng đạo ở đây. Con gửi cho chú Ba bài hát được mang tên Hướng Về Ánh Đạo. Đã lâu lắm rồi con lang thang trên trần thế kiếp, nhân sinh con chìm đắm mãi mê, nay hướng về ánh sáng từ bi con quỳ trước đài sen, con cúi đầu đảnh lễ Đấng Thế Tôn đã đem ánh sáng từ bi soi sáng muôn loài. Ngài đã cho nên vậy thằng ca sĩ Nguyễn Đức á, nó theo đời đến thời gian là cái quần thời lõm nó bán luôn cái gì ở nó khổ đến mức độ là nó cả hàng trăm cây dạng luôn, mà nó chơi hút chích nó chơi đến nỗi là nó ra đường nó ngủ ngoài là kệ thịt luôn á. Ca sĩ Nguyễn Đức á, rồi sau này nó nhờ Phật Quan Âm cứu nó lại đi, rồi bây giờ nó tìm lại cuộc đời ca sĩ Nguyễn Đức. Cho nên vậy mà hôm nay cái bữa ông này thì nói chung là chắc là tìm lại cái hạnh phúc bằng cái đạo. Cho nên vậy mà kính chúc cho bà con mình hôm nay cũng như trên màn đám trong năm mới ai cũng đều tu để chuẩn bị dự hội Long Quang, gặp thầy trong ngày tới gót, và hai nữa là dẫn thanh đi vương cực lạc để làm Phật. Chứ còn thế gian này đi tới đâu bây giờ, tôi ra đường đi tới đâu người ta cũng khổ, đi xuống Kiên Giang như Cà Mau không có năm nay tôi nói sao đi đúng. Rồi giờ hôm qua anh nó tiền tôi đi chú nó nói sao vậy, tôm thì lỗ, cua thì lỗ, đánh bắt không có tiền. Qua những năm mới nghe nó sao đi chú ầu lỗ cây đá dở rẻ mà không đâu. Rồi bây giờ ruộng đồng nè, cái đống ruộng này nè bây giờ đỏ ứng như vậy mà cái nên là miếng ruộng này là lỗ bứt rồi nè, ngày ăn như vậy mà chết nữa ngay hết rồi đó. Cho nên vậy mà cái An Giang mình mà ruộng tim nữa quý vị mình hết đường binh nè, chỉ có cách là cái vấn đề vì Phật thôi, chứ không còn ở cõi trần hết đường sống rồi. Thiếp của cho uống hổng nói gộn của con thất là con gì đâu, nói gì quà áo bệnh ta nói ừ ơ ăn cũng cái gì quà áo bệnh cái cụm bệnh cái chuyện mẹ nó rồi hỏi gì chứ rồi cơm gặm đâu ăn coi vậy cái gì bệnh người ta cái uống mình ăn tôi nói ừ mày muốn gì quà áo gì á hay không mày kinh như vậy đi. Dạ thì thôi bây giờ tới chính chúc bà con tới đây cũng ngày châu tha mà Kim Tử Long cũng có đôi điều với bà con mình sau cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn chú Ba. Thì cái ý hồi nãy là chú Ba nói là trước khi mà con chưa tu á thì con đau khổ như thế nào, thì bây giờ hồi nãy giờ nghe chú Ba tâm sự thì con nhớ lại là chú Ba nói là sau khi mà con ăn chay mà con tu tâm dưỡng tánh thì con được hưởng cái gì, thì con cũng nói trong cái bản thân của con thôi, từ đáy lòng của con mà nói ra thôi. Thì thật sự mà đúng như chú Ba nói là nãy giờ á, là coi như mọi người mà không có chịu lo tu á, là đi tới đâu cũng nghe chuyện toàn là than là chịu khổ không nè, thiếu ăn nè, rồi thiếu đủ thứ nè, thiếu tất cả mọi thứ mọi mặt trên cuộc đời này. Lâm ở Mỹ cũng vậy á, tất cả các bạn các bè anh chị em hay là gặp bạn bè ở bên Mỹ rồi cũng vậy, cũng có gì biết không, toàn là ai cũng than hết á, than trời ơi khổ quá, không có tiền, rồi người này phải mượn người kia phải mượn người nọ này kia nọ, mà ngồi lên than khổ với đâu. Thật sự thì từ khi mà mấy năm nay, 5-6 năm nay mà Long biết tu tâm dưỡng tánh mình, Long quay đầu lại con đường Phật Pháp, rồi ăn chay trường, rồi niệm Phật, Long mơ mộng cái sự giàu sang thì Long không có mơ mộng nữa.
là bởi vì mình tu rồi còn mơ mộng cái gì nữa. Nhưng mà thực sự một điều đó là đừng mong cầu giàu. Nhưng mà nếu mà nói về thiếu ăn, Phật không bao giờ cho con thiếu ăn. Con ăn uống thôi, con làm việc gì thôi, con muốn làm việc gì con đầy đủ tất cả mọi thứ, mà giàu thì con sẽ không giàu, nhưng mà con sẽ có đầy đủ những cái gì mà khi mà con cần, con cần giúp ai, con cần làm gì, hay là con cần cho, hơn là con cần làm một cái điều gì trong con đường Phật pháp thì con sẽ có ngay. Còn tất cả các anh chị hay bạn bè của con, ngay cả trong gia đình của con cũng vậy, mọi người, tất cả mọi người ai cũng than khổ, ai cũng nói là khổ quá, không có tiền này kia kia nọ, rồi mà con sao mà, hay là Long sao, em sao, con cũng trả lời một câu bình thường là con nói là sao mọi người cứ than khổ hoài, nhưng mà trong cuộc đời của tôi không có thấy khổ miếng nào hết trơn á. Dạ, trong cái thời điểm này là mọi người ai cũng than khổ, ngay cả cái Tết mọi người cũng không có tiền ăn Tết. Thế cho nên là Long thấy, cảm thấy một cái điều, ủa sao còn mình, đúng là mình đi theo Phật, rõ ràng con đường chân lý của Phật đưa ra, mình đi thật, mình đi tu, rồi mình làm lành lánh dữ, mình làm những điều tốt đẹp thật sự trong cuộc sống này. Đói thì mình không có đói, mà giàu quá mình không có giàu, nhưng mà nói mà thiếu thì mình không có thiếu. Đủ ăn, đủ xài, coi như là không có chịu khổ trong con người của con. Dạ. Thì đó là mong rằng tất cả các anh các chị nghe được cái điều này. Rồi hôm nay là Long nó có điều gì sơ sót thì mọi người hãy bỏ qua, bởi vì Long nói từ cái tâm của Long, từ cái chuyện tình yêu, từ cái chuyện đau khổ hồi đó, hồi xưa như thế nào là tại vì Long gặp hết rồi. Thật ra mà trong cuộc đời của Long mà nói, mà để nói về cái chuyện tình cảm, yêu đương, từ này, từ kia, từ nhỏ cho tới lớn, cho tới ngày hôm nay, nó thiệt đó, nói chồng hơn là cô dâu 8 tuổi. Cho nên nó dài như vậy, cho nên mình không có thời gian mình kể đâu chú ba à. Cho nên con nói những cái gì trong cuộc đời của con thôi, chứ ngoài ra con không dám nói tới một cái nhân vật nào hay là một người nào hay là cái nọ. Tại vì khi mình tu rồi thì mình nói mình nhỡ mà mình xúc phạm tới một người nào đó thì mình cũng mang tội. Cho nên con không bao giờ dám nói tới một nhắc nhở một cuộc đời của ai. Mình thấy trong cuộc đời của mình sai, mình đúng, mình không đúng chỗ nào, hay mình làm hôm nay mình khiếm khuyết chỗ nào. Thậm chí bây giờ mà tới nước nổi mà bây giờ một ngày nhỡ mà Long nói có một cái điều gì đó mà xúc phạm một người nào đó hay lớn tiếng với một người nào đó là Long rất là Long sám hối liền tay, ân hận dữ lắm, sám hối liền là bỏ liền. Phật ơi, từ đây về sau là con không bao giờ dùng cái điều này nữa, là cũng không bao giờ nói một cái điều gì mà sai trái hết trơn, nhất là nói láo. Trong cuộc đời là nhất định có cái gì mình nói cái đấy, và có cái gì mình ăn cái đấy, cái này kia kia nọ, nhất định không bao giờ nói láo mà cũng không bao giờ hại người. Đó là trong con người, trong cái tâm của con hiện tại. Dạ thôi. Dạ. Coi trên clip mà bữa hôm con phát quà ở dưới nhà mẹ của con á, có ông kia nói chuyện với con, ông nói sao mấy năm trước con thấy mày bây giờ còn trẻ hơn một lần nữa. Ông nói mày, con thấy mày còn trẻ hơn một lần nữa, nhờ mày ăn chay đó. Cái ông ấy kiếm cua về kim với ông nè. Ông nói mày đặt chay, mày không trẻ mãi không già, mày nhờ ăn chay. Cho nên bà con thấy không, cái trước mắt là cái vấn đề là thấy trẻ mãi là nhờ ăn chay đó. Thật ra cái này cũng hay lắm. Mình mới có 5 năm thôi à, 5 năm ăn chay thôi mà Long đi hát tới đâu cũng vậy á. Đi tới đâu cũng như là đi vía mẹ Nam Hải, đi Bạc Liêu, đi hát ở ngoài nước ngoài hay đi đâu cũng vậy. Đi tới đâu là bà con cô bác cứ kêu Long bằng em không à. Hả? À, có những chị mới có 37 tuổi à, chạy trời ơi cưng ơi sao cưng trẻ quá vậy này kia kia nọ. Đi hỏi cưng nhiêu tuổi rồi thì Long đâu có nói láo. Dạ thưa chị, em 50 tuổi rồi. Cái chị cũng trả lời, trời ơi, em 50 tuổi hả? Chị 37 tuổi. Vậy chị nhỏ hơn em tới mười mấy tuổi dữ vậy. Dạ, đi tới đâu cũng vậy. Rồi từ ngày tu ăn chay trừ, làm lành lánh dữ, rồi đi tới đâu cũng được khán giả nhiều hơn, bà con cô bác thương nhiều hơn, thấy chạy là tay bắt mặt mừng nhiều hơn, và nịnh nịu rồi hung hít Long nhiều hơn này kia kia nọ. Chứ hồi lúc mà còn chiến tranh, còn máu lửa, còn sân si trong cuộc sống, hầu như là cái tên tuổi nó cũng có lụi dần kìa chú ba. Cái đó là con thấy rõ ràng nè chú ba, có lụi dần cái tên tuổi của mình. Từ khi mà mình đi theo ánh sáng của Phật pháp là tự nhiên con người của mình nó có một cái điều gì đó mà mọi người thiện cảm hơn, mọi người yêu thương mình hơn, và đi tới đâu mình sống trong vòng tay của tất cả bà con nhiều hơn. Và thậm chí mà đi hát á, hồi lúc trước 5-7 năm về trước đi hát có thể là ế hơn nữa chứ ba. Đi đến bãi hát có thể ế hơn, nhiều khi mà mình lấy tiền xăng mình đi về thôi ha,
mình không có tiền nữa, mình bây giờ ví dụ mình đâu có tiền hát là không có khán giả, là tiền đâu lấy vài chục triệu hay là mười mấy triệu hay là năm bảy triệu mà đi về, chỉ có lấy tiền xăng thôi. Cho nên là nghĩ là không, chắc có lẽ là mình không có đúng điều gì rồi, có gì sai sai rồi đó, cho nên mới bị phạt đó. Nhưng từ ngày mà lầm lành lắm dữ, ăn chay niệm Phật, đi tới đâu khán giả ủng hộ đông đúc nhiều hơn, rồi mua mai bán đắt, rồi lúc nào bà con cô bác đi ở nước ngoài cũng vậy, ở đây cũng vậy, bà con mua ủng hộ hàng hóa để mà có tiền rồi để mình làm từ thiện nhiều hơn nữa, nó vậy đó. Rồi, cho nên là bây giờ bà con cô bác thương nhiều lắm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì được nhân dịp đồng hành cùng với tất cả các anh em YouTube gặp nghệ sĩ Kim Tiểu Long để giao lưu quý vị và có chúng ta trên kênh, và được nghệ sĩ chia sẻ đó là nhờ vào là ăn chay rồi nhờ vào niệm Phật làm lành mà ăn tắt được xôi như vậy. Thì hy vọng là rất là nhiều cô chú ha anh chị phát tâm lành với anh vậy ha, làm ăn thì cũng thuận lợi và nghệ sĩ cũng được đắc sâu nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, chắc là nghệ sĩ Kim Tiểu Long là nhớ cái câu đó: thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng gòi bữa ăn, đức từ bi thường hàng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, ngày xưa anh Kim Tiểu Long có bị hay bị tàn hán quý vị, đó là những cái chứng bệnh trong mình, nhưng mà nhờ gì đâu, nhờ ăn chay, tiếp tục nhờ niệm Phật quý vị, ăn chay chỉ mới có dừng cái nghiệp sát thôi. Và Đức Thầy có câu đó là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp quý vị, hay là niệm Phật có bốn thần linh luôn luôn ủng hộ bên mình mộ khang. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa quý bà con, hôm nay thì gặp anh đó chia sẻ lúc nãy ngoài cho Phú thấy rất là cảm động, cho nên tự sáng tác ra bài đi tu ha. Có gì mà không dặn, mong quý vị quan hỷ cái bài này quý vị nghe. Nếu mà phát tâm thì tu luôn, còn không phát tâm thì niệm Phật giúp cho Phú trợ duyên thêm nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là bài đi tu sáng tác do cư sĩ Châu Phú. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, ta vừa cầu an ta vừa cầu siêu, cho cầu cho phàm dân chúng sanh luôn sống yên vui hòa bình, mọi người trên thế giới không có chiến tranh, không có sân si, luôn có lòng từ bi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, anh Long đã thấy cảm nhận được là mình đủ quý vị. Thì là anh Long là bây giờ được đắc sâu và được ơn trên đổ quý vị, cũng như anh Tấn Dũng là ngày xưa đó anh đi khắp mọi nơi cho quý vị ha, mua được hai cái nền nhà rồi được cái nhà cao nữa quý vị đó. Mà bây giờ anh thấy mình đã đủ rồi, chứ đúng ra là anh phải cài thêm kiếm tiền như ngày xưa quý vị ha. Anh thấy mình đã đủ đã dư, cho nên anh kêu bán một cái nền nhà để mà mua gạo cho bà con nghèo trong cái lúc khó khăn này quý vị đó. Bán chưa được mà thôi. Rồi tích tâm nhận lại cho anh Long, anh Long bán được chưa mày? Dạ chú ba, con rất là thần tượng chú ba. Nãy giờ chú ba nghe tâm sự thôi, chú ba chưa có cho một cái bài ngâm của chú ba chứ. Thì ở đây là cái bài tình yêu của Đức Thầy. Bà con mình ngồi đây đó, nếu ai mà tập theo tình yêu Đức Thầy thì mình bớt khổ. Còn mấy chục năm nay đó, tôi đó là cũng tập cái tình yêu với Đức Thầy, tức là không có vợ con, tôi lo xã hội không à. Nên vậy mà tôi mới được hạnh phúc như thế này. Cho nên hôm nay là Kim Tiểu Long, tức là không còn nghĩ đến cái tình yêu riêng tư những cô gái đẹp nữa, mà là về quê hương mình mà mấy 500 phần quà rất là yêu quê hương. Mà Kim Tiểu Long này tôi tin chắc rằng là những bước đường sắp tới, nếu cái clip này được lan rộng thì được cái sự chiếu cố của các con mình ở trong nước. Như vậy thì Kim Tiểu Long nếu có cái điều kiện vật chất
thì Kim Tiểu Long phải coi còn nước Việt Nam mình là nơi nào cũng là người thân yêu của mình, là mình cần giúp đỡ. Và sau này cái tình lan rộng của mình cả trên thế giới, nước nào cũng như hổng rài, có cái chú nào mà qua bên châu Phi đó là chú làm cái công tác trồng lúa bệnh mà được qua bên châu Phi mà trồng lúa rồi giúp đỡ dân châu Phi được cái thủ tướng đứng mình lại là ca tụng. Cho nên vậy mà mình tập theo Đức Phật nữa là mình thương cả vũ trụ luôn là thật Phật. Như vậy thì cái bài tình yêu nhân loại tôi sẽ đọc sau đây để tặng Kim Tiểu Long cũng như cho bà con mình, là cái tình yêu riêng tư mình giảm từ từ, mình nổi lại cái tình yêu mà làm xã hội nhiều hơn thì để mình yêu hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Để bớt ai cô lên chút nữa nghe đọc nó nghe mới hay. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu lần cả non sông. Tình yêu gian chứa trơn hoàng dù không thể yêu riêng, thắc má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong năm chỉ hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình bạn trong khối yêu. Ta đã đang mang một khối tình dường như thể hại giới sơn minh. Tình yêu mà chẳng đi ngay cả, yêu khắp muôn loài lặng chung sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Chú với Kim Tiểu Long đọc ông bạn đọc giảng này ha. Hôm trước cũng đi bên chùa bên chú ba lật đi. Hello. Có anh Long ngâm giảng, anh Long ngâm giảng. Alo, một hai ba bốn. Alo, một. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ ông Phan Châu Bá, ông nói có vợ có con nặng nợ quá rồi làm sao tu, cho nên hỏi Đức Thầy. Đức Thầy nói gác niệm Phật đi rồi. Coi như là coi như là mình niệm Phật đi rồi tự nhiên là cái nghiệp quả của mình sẽ hết. Thì chú đọc bốn câu rồi con đọc bốn câu nha. Thì tiếp tục thì bài chôn Phan Châu Á hỏi Đức Thầy nợ gia đình làm sao trả hết. Đức Thầy dặn là gác niệm Phật rồi sẽ hết. Nam mô A Di Đà bồng nơi trà sao sông, chỉ dốc từ bi cởi tất lòng, nhân đạo toàn mãn
nghĩ sao giải thoát nợ tan vong. Đức thầy đáp quả: đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng tiên Phật xót nhân sinh. Trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phần hơn bề danh lời tàm. Đề gia dạng thân mình. Nghệ sĩ đọc giảng nghe ha, không bà con hay hơn những nghệ sĩ khác ha. À dạ, à, thôi thôi bây giờ có một số bà con ta yêu cầu Kim Tử Long hát. À, hát có thuộc những bài ca nói về hiếu đạo rồi không, nhân quả rồi không? Rồi hơi kính mời bà con mình tới chương trình văn nghệ đi. Thì Kim Tử Long sẽ hát những bài ca nào đạo, một là hiếu đạo, hai là nhân quả, cái gì liên quan tới đạo được rồi. Đời mình hát quá nhiều rồi mà ở đây mấy người ở trước mặt đời không, họ bị khổ bệnh thân rồi, họ cũng khoái nghe đạo lắm, cho nên vậy hát cái gì liên quan tới đạo, kính mời. A Di Đà Phật, con cảm ơn chú ba rất là nhiều. Một hai, một hai, để cho họ chỉnh lo đi hai chú bà ha. Dạ, ổn chưa? Đờn mình được ổn chưa? Âm thanh ổn chưa? Dạ, đừng đi cho em nói nha, cái đó là la luôn không chú? Dạ. Thì hồi nãy chú ba có nói là Long bây giờ là tại sao với mọi người mà tại sao mà Long chọn con đường đi theo đường của Phật, là nhiều các anh chị, các bạn hay là các đồng nghiệp hay tất cả trên cuộc đời này cứ nghĩ là mình còn đẹp trai, mình tại sao đang như thế này mà đang hát như thế này, mà tại sao mình không có chọn con đường yêu đương tình rồi tiền đủ thứ hết trơn, nhưng mà Long không chọn nữa. Mọi người thông cảm giùm là bởi vì nhiều khi mọi người cứ nghĩ là trên cuộc đời này là phải yêu, yêu thì mới sống nổi, nhưng đối với bản thân của Long thì mọi người không hiểu, thì cũng Long cũng xin lỗi tất cả mọi người là Long không chọn con đường yêu nữa, là Long chọn con đường yêu đạo nhiều hơn, yêu yêu Phật pháp, để làm chi, để giải thoát cuộc đời của mình, bởi vì rồi sắp sửa dần dần tới nơi, cũng như tất cả các cô chú nghệ sĩ đi trước là dần dần đã bỏ đi hết rồi đó, mà bây giờ là mình cứ mà theo vào một cái lối mòn đó nữa mà mình không chịu lo chạy, mà không chịu lo tu cho cái bản thân của mình, lo tu cho cái tâm của mình, lỡ sau này mà mình cứ tranh giành rồi đoạt lợi rồi tay rồi tiếng tâm rồi tiền bạc, rồi sau này cuộc đời mình không cứu rỗi cái linh hồn của mình bị đọa là sợ khổ lắm, cho nên là thôi Long phải chạy, cho nên là thôi thì
hiểu Long cũng được mà cũng không hiểu cũng được, nhưng Long phải chọn con đường đạo thôi. Mong rằng mọi người thương Long nhiều hơn, cho nên là Long không có chọn con đường tình cảm lục dục nữa. Long sẽ gửi đến một bài cho tất cả các cô bác chư đồng đạo ở đây. Con gửi cho chú Ba bài hát được mang tên Hướng Về Ánh Đạo. Đã lâu lắm rồi con lang thang trên trần thế kiếp, nhân sinh con chìm đắm mãi mê, nay hướng về ánh sáng từ bi con. Quỳ trước đài sen con cúi đầu đảnh lễ, Đấng Thế Tôn đã đem ánh sáng từ bi soi sáng muôn loài. Ngài đã chìm trong ngũ dục, cứ đam mê trong kiếp sống trầm luân, nay tỉnh rồi giác ngộ được lý chân, con kính cần quy sinh làm người Phật tử, để trong đời này con không lầm lạc si mê. Con xin nguyện làm hương sen dài cho con phán
cùng nơi đây làm cho con thức tình tâm hồn. Con giác ngộ đời là sanh sanh tử tử, vợ phải xa chồng, mẹ phải xa con. Lục dấu thường có hợp có tan, trăng tròn trăng khuyết trò đời như giấc mộng. Giờ đây con thật sự là con Phật, giác ngộ được lý trình giải thoát mọi ưu phiền. Xúc động ở trong người cho nên là thôi cho con hát cái này thôi. Dạ. À, chú tính ra cho con hát thêm một bài nữa là bị gì á? Cái bài ca này nó nói chung là từng câu nó quá hay à. À, cái này là con là cũng giống như con cu ngầu. Tất cả nghệ sĩ khác bây giờ con đang đắm đuối trong cái vấn đề vợ đẹp con cưng nhà cao cửa rộng. Cho nên vậy mà con là một cái người nghệ sĩ để mà đại diện cho tất cả những nghệ sĩ khác, ai cũng đều ý thức được như con để sớm đi lên con đường giải thoát đến chỗ an vui. À, vậy thì con còn hát nổi nữa không? Con tiếp mấy câu chót nữa thôi cho hết bài hát. Rồi, dạ, tại hồi nãy xúc động quá, dạ, mình cũng phải cố gắng đi đó chú. Quỳ trước Phật đài con khấn nguyện, nguyện đời này con bỏ ác theo chân, cho con giữ trọn lời nguyện, xin được làm người Phật tử danh chân.